Nhưng mối tình ngang qua cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khánh Ly, Hồng Nhung, Giao Ánh, Bích Diễm là những bóng hồng, những người phụ nữ luôn được ông ưu ái trong mỗi tác phẩm. Khánh Ly, nếu như Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài hoa, đã sáng tác ca khúc tình ca với ngôn từ đẹp, lãng mạn và lay động lực lòng người, thì Khánh Ly được sinh ra là để hát nhạc Trịnh. Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly tại Đà Lạt vào năm 1946. Khi đó, Khánh Ly vừa chập chững bước vào nghề. Khi nghe giọng hát Khánh Ly, ông đã bị hút hồn. Ông biết rằng giọng hát của cô ca sĩ này phù hợp với những bản nhạc của mình nên mời chị tham gia. Thời gian sau, Khánh Ly rời Đà Lạt xuống Sài Gòn và trở thành giọng ca chuyên hát nhạc Trịnh Công Sơn. Hai người đi với nhau tạo thành một hình ảnh lứa đôi, một đôi trai gái trong tình bạn trong sáng hồn nhiên. Trong khi dư luận khi ấy không ít người tò mò định kiến, nhưng Trịnh là người kín tiếng, không tai tiếng. Ngay từ thời đó, Trịnh đã khẳng định: "Tôi và Khánh Ly chỉ là hai người bạn, thương nhau vô cùng trên tình bạn." Sau năm 1975, Khánh Ly ra hải ngoại, đi khắp thế giới với sự nghiệp cầm ca, nhưng không bao giờ chị rời bỏ tên Trịnh Công Sơn bên cuộc đời mình. Ngày 4 tháng 1 năm 2001, Trịnh Công Sơn nằm xuống. Khánh Ly đã từng nói: "Tôi đã chết nửa cuộc đời theo Trịnh Công Sơn." Khi Trịnh Công Sơn qua đời, Khánh Ly rất buồn. Ngô Vũ Bích Diễm được cho là người tình đầu tiên của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, mà cũng chính là huyền thoại trong sáng tác Diễm Xưa của chàng thi sĩ họ Trịnh. Thủ ấy có một cô gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não, lá li ti xanh mướt để đến trường đại học Văn Khoa ở Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thủ ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới hàng cây long não. Có rất là nhiều mùa nắng và mùa mưa đi qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát trong lá hè. Mùa mưa ở Huế, người con gái đi trong nhạt nhòa giữa hai hàng cây long não mờ mịt. Trịnh Công Sơn đã viết lại như vậy về Diễm. Trong mối tình với Diễm, Trịnh dường như chưa kịp nói lời yêu mà chỉ thổ lộ tình cảm qua những ca khúc tặng Diễm, và Diễm cũng vì cách trở mà không dám đáp lại tình cảm của Trịnh. Có lẽ mối tình đẹp ấy chỉ là mãi là một nụ hoa e ấp. Hồng Nhung. Hồng Nhung gặp Trịnh Công Sơn tại nhà nhạc sĩ Thanh Tùng ở tuổi 22, khi cô vào Nam sống để có điều kiện gần gũi và chăm sóc cha. Hồng Nhung gặp Trịnh khi ấy đã có bề dày thành tích và đã nổi tiếng, còn Trịnh Công Sơn khi ấy là một nhạc sĩ lớn bậc nhất của nền tân nhạc, và đã có một thứ gì đó bất hủ trong lòng người yêu nhạc Trịnh. Kể từ lần đầu gặp ấy, nhạc Trịnh bước vào cuộc đời Hồng Nhung và gắn bó suốt 10 năm cuộc đời. Cuối với Hồng Nhung, cô vẫn coi 10 năm gắn bó với Trịnh Công Sơn là những tháng ngày đẹp đẽ. Hai người một xanh một chín, một già một trẻ, cùng sống với nhau những ngày không thật ngày tháng. Nói về quan hệ với Hồng Nhung, Trịnh Công Sơn chỉ cười: "Hồng Nhung là một người quá gần gũi, không biết gọi là ai." Hồng Nhung và Trịnh Công Sơn vừa là một người bạn, vừa là một tình thầy trò, một nhạc sĩ với một ca sĩ. Họ quá thân thiết để không biết gọi nhau như thế nào cho đúng, là bạn thân hơn là bạn, thầy trò thân hơn là thầy trò. Hồng Nhung cũng khẳng định giữa cô và Trịnh Công Sơn chắc chắn là tình yêu. "Ở giữa hai chúng tôi chắc chắn có một tình yêu, nhưng tình yêu đó như thế nào thì tôi giữ cho riêng mình." Niềm say mê lớn nhất trong những năm tháng cuối đời ở trọ Trần Gian, Trịnh Công Sơn dành hết cho Hồng Nhung. Ông dành tâm sức viết lên những ca khúc "Bồng Bồng ơi", "Bồng không là bóng", "Thùa bóng là người" để dành tặng cho bóng nhỏ Hồng Nhung. Giao Ánh. Giao Ánh là em gái của Ngô Vũ Bích Diễm, nhân vật chính trong ca khúc Diễm Xưa. Mối tình của họ kéo dài từ năm 1964 đến năm 1967. Chất chứa biết bao hoài niệm, khi mối tình Trịnh Diễm không thành, Giao Ánh đã viết thư động viên Trịnh Công Sơn. Tình cảm chân thành của cô gái khiến chàng nhạc sĩ rung động. Lúc đó, Trịnh Công Sơn đang dạy ở Blau Lâm Đồng, mới 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Và Giao Ánh là cô nữ sinh 16 tuổi tại Huế. Nhiều ca khúc nổi tiếng được Trịnh Công Sơn viết tặng riêng cho Giao Ánh trong thư như "Còn tuổi nào cho em",
tuổi đá buồn, mưa hồng. Và tình yêu đó đã hội tụ những hẹn hò, những trông ngóng, ngày đêm cả ghen tuông, nghi kỵ. Nhưng rồi, do xa cách và hoàn cảnh trớ trêu, niềm tin và hy vọng trở nên mong manh. Thế rồi Trịnh Công Sơn chủ động chia tay với Giao Ánh. Dấu ấn đậm chất có thể kể đến Xin trả nợ người được sáng tác khi Giao Ánh lần đầu về nước năm 1993. Sau gần 20 năm chia cách, mấy năm sau bà cũng chia tay chồng, khiến dư luận cho rằng bà không thể dứt tình với những kỷ niệm tưởng như đã ngủ quên.